Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tham gia góp ý vào các dự án luật tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Lâm Đồng tập trung giải ngân vốn đầu tư phát triển. Ra quân tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bội thu hành tím, nông dân Lý Sơn vẫn dè dặt xuống giống vụ mới. Cảnh báo tình trạng gia tăng các vụ phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay 23 tháng 5, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục dự họp trực tuyến ngày làm việc thứ tư của Quốc hội khóa 14, nghe các tờ trình báo cáo và thảo luận trực tuyến dự thảo sửa đổi về luật cư trú, luật xây dựng và nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế đặc thù khác. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia góp ý vào các nội dung này. Trong phiên họp buổi sáng, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày tờ trình về dự án luật cư trú sửa đổi. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật cư trú sửa đổi. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi lần này thay thế việc quản lý cư trú thường trú, tạm trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin và sửa đổi toàn diện luật cư trú hiện hành. Các đại biểu cũng đã được nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác. Tiến hành thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, đa số các ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Một số ý kiến thì lại băn khoăn cho rằng việc tổ chức một cấp chính quyền ở đô thị sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quyền đại diện, quyền làm chủ của người dân và hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân đối với Ủy ban Nhân dân quận, phường và các cơ quan tư pháp quận. Chính phủ cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển và đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị nói chung và ở các thành phố trực thuộc trung ương nói riêng. Góp ý về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác, đại biểu Nguyễn Văn Hiển, đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng thống nhất với việc thí điểm một cấp chính quyền ở đô thị và ba cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng như đề xuất của chính phủ. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần rà soát lại thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các phường trong công tác nhân sự, nhất là trong việc tuyển dụng, sử dụng quản lý đội ngũ công chức, không giữ chức vụ lãnh đạo. Riêng với vấn đề đổi tên gọi Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp phường, đại biểu Nguyễn Văn Hiển cho rằng. Về tên gọi của Ủy ban Nhân dân cấp quận và cấp phường, hiện nay có hai ý kiến tranh luận là gọi là Ủy ban Nhân dân hay Ủy ban Hành chính. Tôi cho rằng với những thay đổi về cơ chế hình thành nên các ủy ban này là do chính quyền cấp trên bổ nhiệm chứ không phải do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu ra, thì xét về mặt logic gọi là Ủy ban Hành chính sẽ phản ánh đúng chức năng và cơ chế hình thành nên các ủy ban này. Tuy nhiên, xét dưới góc độ kinh tế, so sánh giữa chi phí bỏ ra và lợi ích thu lại, thì việc đổi tên giữa Ủy ban Nhân dân thành Ủy ban Hành chính sẽ dẫn đến nhiều chi phí phát sinh từ phía nhà nước và người dân, gây phiền phức và tốn kém không cần thiết, như chi phí liên quan đến việc chuẩn hóa các văn bản hành chính, biển hiệu, con dấu, tên trụ sở đến xác nhận các giấy tờ của doanh nghiệp và người dân, vân vân. Do vậy, tôi cho rằng việc giữ tên Ủy ban Nhân dân như hiện nay là phù hợp. Tôi xin tham gia một số ý kiến cụ thể. Đại biểu Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng cho rằng về mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng cần lưu ý vấn đề chế độ làm việc của Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp phường, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Về điều chỉnh quy hoạch và quản lý tài chính ngân sách, đại biểu Nguyễn Tạo cũng có ý kiến sau. Vấn đề về điều chỉnh quy hoạch theo điều 11 giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố trên cơ sở quy hoạch thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt tại khoản 1 điều 4. Hai là việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch thì Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện tại khoản 2 điều 4 là chưa phù thật sự phù hợp với luật quy hoạch đô thị theo điều 44 của luật quy hoạch đô thị. Việc quy hoạch sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố cho phép ngân sách dưới cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tại khoản 2 của điều 12 còn mang tính chung chung ở trong nghị quyết.
Chiều cùng ngày, các đại biểu đã được nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng. Đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành luật, cùng với phạm vi điều chỉnh và tên gọi của dự thảo luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị đưa vào nguyên tắc cơ bản, cũng như chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng về việc bảo vệ môi trường, quy định rõ quy mô, tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, đề nghị liên thông, đồng bộ hóa các luật có liên quan về cùng một nội dung thẩm định, cấp giấy phép. Tham gia thảo luận trực tuyến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Tào, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng cho rằng. Hiện nay các mô hình như là mô hình đô thị sinh thái, đô thị thông minh, mô hình làng đô thị xanh, mô hình công trình sinh thái, công trình kinh doanh sản xuất dịch vụ du lịch và mô hình nhà ở gắn liền với đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong đô thị. Các mô hình hiện nay đã và đang được áp dụng, nó là tạo ra nhiều không gian xanh nhưng chưa có quy định trong các luật hiện hành. Do đó, qua đợt điều chỉnh sửa đổi bổ sung lần này, tôi tha thiết đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét nghiên cứu các chế định tiêu chí chung về các mô hình nêu trên để nâng cao chất lượng của môi trường sống trong cộng đồng chúng ta tốt hơn. Các ý kiến góp ý tại kỳ họp được cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đã nêu. Trên cơ sở đó, để tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể hơn trong thời gian tới, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định trước khi trình Quốc hội xem xét ban hành. Chương trình. Mặc dù gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công tác giải ngân cho vốn đầu tư phát triển của Lâm Đồng vẫn đạt được kết quả khả quan. Trong tổng số vốn đầu tư công năm 2020 đã giao, đến ngày 20 tháng 4, hơn 3.621 tỷ đồng, trong đó bố trí trực tiếp cho các dự án công trình hơn 3.460 tỷ đồng, thì đến thời điểm này, ước số vốn đã giải ngân đạt hơn 711 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2019. Khối lượng thực hiện gần 620 tỷ đồng, đạt gần 18% kế hoạch, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn của năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành địa phương và các chủ đầu tư tập trung giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh toán giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn. Đối với dự án công trình giải ngân không đạt kế hoạch sẽ thực hiện việc điều chuyển vốn đầu tư cho các dự án khác, địa bàn khác theo quy định. Nằm trong đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Sở Công Thương Lâm Đồng đã tiến hành khảo sát 1.280 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ lực của tỉnh như rau, hoa, cà phê, nông sản chế biến, tơ tằm trên địa bàn tỉnh. Dựa trên các chỉ tiêu phân tích dữ liệu, khảo sát và kết quả định lượng sản xuất hàng hóa trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp cho thấy, đa số các cơ sở sản xuất phân phối hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân là những mặt hàng chủ lực của tỉnh như rau, hoa, cà phê, nông sản chế biến, tơ tằm, v.v. Nhìn chung, đây là những mặt hàng thiết yếu được phân phối tại các khu vực sinh sống của người dân, trải khắp các khu vực từ thành thị tới nông thôn và chiếm đa số trong hệ thống phân phối của kênh phát triển thị trường trong nước. Nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh cũng được chú trọng phát triển trong hệ thống bán lẻ và các hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Chính điều này đã góp phần giúp người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt, từ đó thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được triển khai từ nhiều năm qua. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tham dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bưu điện Việt Nam và 63 điểm cầu các tỉnh thành toàn quốc. Về phía điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban nhân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tham dự. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 12 năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn quốc đạt trên 15,7 triệu người, chiếm 32,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 15,2 triệu người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 574.000 người. Đặc biệt, qua 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm tự nguyện từ 224.000 người năm 2017 tăng lên gần 574.000 người năm 2019.
Từ những kết quả trên cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang từng ngày khẳng định vai trò, vị trí, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân, cùng với cả nước tại tỉnh Lâm Đồng, lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp rất chặt chẽ với Bưu điện Lâm Đồng tại điểm cầu này cũng như là tại các địa phương khác, thì các đồng chí ủy ban các huyện, thành phố cũng như là ban tuyên giáo của các huyện, thành phố cũng quan tâm chỉ đạo. Chúng tôi trao những băng rôn biểu ngữ và tuyên truyền trước đó trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để cho người dân nắm trước được cái chủ trương cũng như là cái buổi ngày ra quân ngày hôm nay. Và khi người dân đã để người dân nắm được thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ triển khai đến tất cả các địa bàn trên thành phố Đà Lạt cũng như tất cả các địa bàn tại các huyện, thành phố, và cho các cái đại lý thu cũng như các tổ trưởng dân phố họ đăng ký tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định. Người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định, được trợ cấp một lần và tự túc, được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh cho những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già, giúp đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Cùng với việc truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, thu hút sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, người dân trên địa bàn tham gia. Thủ tục thì hiện nay rất là nhanh, bởi vì bảo hiểm y tế thì nói chung là người dân hiện nay thì người ta đã nắm được toàn bộ cái quy trình để tham gia bảo hiểm y tế rồi. Còn cái bảo hiểm xã hội thì hiện nay là trong khi mà tuyên truyền vận động thì người dân cũng khi tham gia là sẽ được hướng dẫn đầy đủ, được tư vấn và được biết được là mình sẽ được cái quyền lợi gì. Bây giờ tham gia cái gói bảo hiểm xã hội này thì bác thấy có cái lợi ích là người được tham gia bảo hiểm họ yên tâm để họ sản xuất và lao động. Vì con bác là làm nông nghiệp cho nên là cái gói mà tới người nông dân thì bác đã hiểu rồi, biết rồi. Thì hôm nay tham gia cái gói này thì bác thấy là con cái nó cũng được yên tâm hơn. Với những lợi ích thiết thực cũng như sự chuẩn bị tích cực chú đáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, sau lễ ra quân việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Lâm Đồng sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân tại địa phương. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Sáng nay 23 tháng 5, Học viện Lục quân Đà Lạt tổ chức kỳ thi nâng bậc thợ kiểm tra tay nghề năm 2020 cho 45 thí sinh là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác tại học viện, với các nội dung liên quan theo từng ngành, nghề, được phân công trong quá trình công tác tại đơn vị. Trong đó chủ yếu là các nghề như lái xe, công nghệ thông tin và kỹ thuật nghiệp vụ. Được biết, đây là một trong những nội dung quan trọng được Học viện Lục quân triển khai thường xuyên nhằm đánh giá chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật và kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan đơn vị trong toàn học viện. Đồng thời, qua đó là cơ sở để Học viện Lục quân xét cấp giấy chứng nhận bậc thợ, đề nghị nâng lương cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong năm 2020. Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2020 có 20 tác giả được chọn dự trại, số lượng đông nhất từ trước đến nay. Đây là trại sáng tác kịch bản sân khấu đầu tiên có sự quy tụ tác giả ở cả ba miền Bắc Trung Nam, với đầy đủ các loại hình sân khấu, kịch nói, tuồng, chèo và cải lương, và nhiều đề tài phong phú như phản ánh những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của ông cha trong suốt chiều dài hơn 2.000 năm của đất nước, phản ánh về lực lượng vũ trang trong chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cùng với các đề tài đương đại phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Dù ở góc độ nào, 20 tác phẩm của 20 tác giả phản ánh tinh tế đời sống với một lòng tự hào dân tộc. Trong quá trình sáng tác, các tác giả với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau đã trao đổi nghiệp vụ để cùng nhau tiếp thu có sự chọn lọc, ý kiến của các tác giả khác nhằm nâng cao và hoàn thiện bản thảo của mình.
Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating thông báo tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB, tức là mức triển vọng ổn định. Theo Bộ Tài chính, việc S&P khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB phản ánh đánh giá của tổ chức này về tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau thời gian giảm tốc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổ chức này nhận định thành tựu tăng trưởng vững chắc của Việt Nam trong những năm qua sẽ tiếp tục hỗ trợ duy trì định mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án đầu tư công năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương rà soát hồ sơ, văn bản đang được chủ đầu tư, ban quản lý dự án trình để tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết đáp ứng tiến độ dự án. Đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các tồn tại vướng mắc trong thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu, chủ động đề xuất giải pháp để xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành đúng tiến độ các thủ tục, hồ sơ theo quy định để phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP của 8 dự án vào cuối tháng 5 này. Nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào vụ thu hoạch hành tím, giá hành đang khá cao khoảng từ 30 đến 35 ngàn đồng một ký. Theo lẽ thường, các hộ nông dân sẽ tranh thủ làm đất để xuống giống vụ mới. Tuy nhiên, hiện chỉ xuống giống 40 hectare, giảm đến 60% so với những vụ trước. Sau 2 tháng dày công chăm sóc, những ngày này nông dân Lý Sơn đang thu hoạch thành quả của mình. Vụ hành này, nông dân chủ động tìm được nguồn giống chất lượng, nên hầu hết các cánh đồng trên đảo đều bội thu. Tôi là trồng là có diện tích là bá sùa, và thu rau cũng chắc cũng được là 5 tấn. 5 tấn mà trong đó là nhờ nó cũng có khí giá cả hơn. Do quả này nó cũng tương đối được, là bơm cũng cỡ hành cũng cỡ 35, thì chi phí xong xuôi còn chắc tôi cũng kiếm cũng cỡ được là 50 triệu. Hành tím chỉ trồng trong khoảng từ 45 đến 50 ngày là cho thu hoạch. Những cây hành cần nước tưới đều đặn mỗi ngày từ 1 đến 2 lần. Tuy nhiên do thời tiết nắng hạn nên nguồn nước phục vụ sản xuất trên đảo Lý Sơn không đảm bảo. Vì vậy nông dân đã giảm diện tích gieo trồng để đảm bảo nguồn nước tưới. Bây giờ bấy năm như thường lệ, như có nước thì trồng bá sồ, mình nhưng không có nước thì mình trồng loại ít thôi, một nửa. Lý do là không có nước cung cấp cho đủ. Năm 2020, huyện Lý Sơn dự kiến trồng gần 700 ha trên 4 vụ. Tuy nhiên đến nay diện tích đang giảm sút rất nhiều so với kế hoạch vì khô hạn. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân chuyển đổi cây trồng từ hành, tỏi sang những cây trồng cạn để đảm bảo thu nhập cho các hộ nông dân trong mùa nắng nóng. Cùng với đó là các cái phương pháp tưới tiết kiệm nước thì hiện nay huyện Lý Sơn cũng đã, toàn bộ cánh đồng của huyện Lý Sơn cũng đã có hệ thống bắc phun, vừa giảm sức lao động mà vừa tiết kiệm nước cho người dân. Sau cây tỏi, hành là cây trồng chủ lực của nông dân Lý Sơn. Mỗi năm huyện đảo cung cấp hàng chục ngàn tấn hành củ đi nhiều địa phương. Tuy nhiên nắng nóng đã khiến diện tích trồng hành ở Lý Sơn giảm dần theo từng năm. Theo vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo, đến chiều ngày 21 tháng 5 có 60 sở giáo dục đào tạo gửi công văn về Bộ, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học trên địa bàn. Sau đó, 3 sở giáo dục và đào tạo còn lại cũng cho biết đã chọn xong sách giáo khoa lớp 1, đã gửi báo cáo bằng đường công văn về Bộ. Như vậy, có thể khẳng định 100% các sở giáo dục đào tạo đã hoàn thành công việc lựa chọn sách giáo khoa và gửi tổng hợp về Bộ Giáo dục Đào tạo đúng thời gian quy định. Phân tích kết quả lựa chọn sách giáo khoa theo báo cáo gửi về cho thấy, tất cả các đầu sách giáo khoa đều được lựa chọn. Mỗi địa phương chọn ít nhất sách giáo khoa từ 3 bộ sách trở lên, trong đó nhiều địa phương chọn các đầu sách giáo khoa của cả 5 bộ và đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt trước đó. Việc lựa chọn các đầu sách giáo khoa từ nhiều bộ khác nhau thể hiện tính dân chủ trong quá trình lựa chọn của các nhà trường. Thưa quý vị, mỗi tháng 5 hàng năm là dịp để các cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn kỷ niệm ngày truyền thống Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Đây cũng là dịp các cựu chiến binh tổ chức những chuyến hành trình về nguồn, tưởng nhớ những đồng chí đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn tại khu vực ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia cũng là điểm đến của đoàn cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn tỉnh Kon Tum.
Đây là công trình được xây dựng bởi công sức của những cựu chiến binh Trường Sơn trong cả nước, thể hiện sự thành kính tri ân với những đồng đội đã ngã xuống cho đường Trường Sơn mãi được thông suốt cho cuộc sống no ấm hôm nay. Để thắp hương để nhớ lên, nhớ lại tình cảm những đồng chí, đồng đội, những cha anh đã hy sinh trong cái đường mòn Hồ Chí Minh góp phần để giải phóng miền Nam, giành lại độc lập. Thế chúng tôi cảm động, rất biết ơn những người đã ngã xuống để giữ lại cho chúng ta, anh em chúng ta, con cháu chúng ta ngày hôm nay. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn được thành lập với nhiệm vụ đảm bảo cho việc cung cấp binh lực, lương thực và vũ khí, khí tài để chi viện cho quân giải phóng miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam. Đây thật sự là tuyến lửa bởi sự đánh phá ác liệt và tàn khốc của Mỹ ngụy. Thế nhưng, đạn bom, chất độc hóa học, ốm đau và bệnh tật đã không làm nản lòng những chiến sĩ Trường Sơn mà giúp họ rèn luyện bản lĩnh trở thành những anh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gan dạ, dũng cảm. Tôi rất tự hào là bộ đội Trường Sơn. Bộ đội Trường Sơn hồi đó gian khổ lắm. Đói, cực, rồi khát cũng có. Nhưng mà đến cái lòng tin của chúng tôi là sẽ là chiến thắng. Và cũng đồng thời là quyết tâm để mà xác định cái tư tưởng để chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn. Đến ngày nay thì cái niềm tự hào đó nó đã trở thành sự thật. Phát huy truyền thống nghĩa tình bộ đội Trường Sơn, trên 1.000 hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động thiết thực như đóng góp xây dựng được 4 nhà tình nghĩa đồng đội và sửa chữa 8 căn nhà cho đồng đội. Nhân cái dịp 61 năm kỷ niệm ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn và 135 ngày sinh nhật Bác, Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Kon Tum tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, đồng thời cũng bằng những việc làm cụ thể như là tọa đàm và có nhiều những cái tấm gương tiêu biểu để phổ biến rộng rãi để coi như là mọi cái hội viên học tập và noi theo, đồng thời tổ chức cho hội viên là giao lưu thăm hỏi và thăm các đối tượng chính sách, gia đình hội viên như vậy là Trường Sơn khó khăn. Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn là dịp để các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum ôn lại truyền thống, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục nêu gương sáng để góp phần xây dựng quê hương Kon Tum phát triển. Thưa quý vị, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Xu hướng gia tăng các vụ phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên, nhất là trong thời gian gần đây, đang là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Mục Theo Dòng Thời sự tuần này sẽ phân tích về vấn đề này. Siêu trộm Huỳnh Văn Lĩnh Phương, ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đối tượng trong 8 vụ trộm cắp tài sản với số tiền khoảng 200 triệu đồng ở các cơ sở lưu trú khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong thời gian qua. Còn đây là các đối tượng lợi dụng đường xá vắng vẻ mùa dịch Covid-19, tổ chức tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng. Trong đó có 3 đối tượng sử dụng ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Hay như trong các vụ việc liên quan đến thuê nhà nguyên căn, biệt thự để sử dụng ma túy, bay lắc, cho thấy việc quản lý con em của các gia đình còn buông lỏng, chưa có sự giám sát về mặt thời gian, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, vướng vào các tai tệ nạn xã hội. Các trường hợp này có tuổi đời còn trẻ, là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cá biệt, có đối tượng đang nuôi con nhỏ 5 tháng tuổi cũng tham gia vào hội nhóm này. Cố gắng là trong bữa cơm là mình bằng giá nào mình phải đợi con mình về ăn để mình tâm sự với con. Thì biết được con mình như thế nào. Một ngày hai buổi là quan tâm, hai buổi buổi tối vẫn vậy. Đi bao nhiêu giờ về rồi, một lần nó quá giờ thì mình phải tìm cách nào. Bữa sau mà nó phạm nữa thì mình phải có kỷ luật với nó. Hoặc bữa sau nữa thì mình sẽ cấm không cho đi. Qua điều tra, các vụ án cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật nói chung. Trong đó có một bộ phận lớp trẻ hiện nay chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ, lệch chuẩn đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các tụ điểm như quán karaoke, bar cũng đã lôi kéo nhiều đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập, bị các đối tượng xấu lôi kéo tụ họp thành những hội nhóm sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, mặt trái của các trang mạng xã hội đã tác động xấu đến người dùng, nhất là giới trẻ.
Chính thực tế này đã khiến cho nhiều đối tượng còn trẻ tuổi sớm sa vào con đường tệ nạn phạm tội. Hầu hết những đối tượng phạm tội là do nguyên nhân chủ yếu là do bố mẹ là không quan tâm săn sóc, không quản lý được thời gian, cho nên do cái nhận thức chưa đến mức còn bồng bột, thì khi mà bị các cái đối tượng tội phạm lôi kéo thì sẵn sàng tham gia, mà tham gia rất tích cực. Thế do chính lý do đó thì chúng tôi cũng muốn rằng là qua cái phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta phải có một cái tiếng chuông cảnh tỉnh đối với từng gia đình, từng cái nhà trường, rồi các cái hội đoàn, đoàn thể, để mà nâng cao về cái việc quản lý đối với các cái chị em vị thành niên, đặc biệt là những cái cháu mà có những cái biểu hiện mà không chịu tu dưỡng rèn luyện, không chịu học hành. Thống kê chung trong những năm gần đây cho thấy độ tuổi của người vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa ở độ tuổi từ 16 đến 30. Các hành vi dẫn đến các vi phạm pháp luật đa phần là nghiện ma túy, trộm cắp, dẫn đến thoái hóa nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả. Để ngăn chặn các hành vi phạm pháp cho các em ở lứa tuổi vị thành niên, thì công tác giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội là quan trọng. Trong đó gia đình phải quan tâm giáo dục đạo đức lối sống, kiểm soát được các mối quan hệ xã hội của chính con em mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những lệch lạc sai trái. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương cũng cần có sự quan tâm, tạo ra các sân chơi lành mạnh để hướng các em vào một môi trường tốt, tránh xa tệ nạn xã hội. Thường xuyên có cái trao đổi thông tin giữa công an phường với các đội nghiệp vụ để qua đó nắm bắt được các hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn, không những đối tượng ma túy mà còn có những đối tượng cướp giật, tiền án tiền sự, trà trộn đến địa phương để có mục đích gây án. Trong nhà trọ thì chúng ta thấy là khi có những cái biểu hiện tụ tập mở nhà to, làm ăn công việc làm ăn nó không ổn định, mà cái nguồn thu nhập về kinh tế thì có những cái biểu hiện bất minh, đó thì chúng ta là cũng nên để ý. Thứ hai nữa là đi sớm về khuya, thường quan hệ giao du và cái quy luật đi lại là bất bình thường so với những người lao động khác, đó để chúng ta nhận biết được. Mà khi có những cái tình hình mà có liên quan đến hoạt động nghi vấn của đối tượng ma túy thì đề nghị là quần chúng nhân dân, những người có trách nhiệm là báo cáo kịp thời về cái cơ quan công an nơi gần nhất để chúng ta tổ chức đấu tranh triệt phá đối với tình hình. Đi học nghề rồi về mở tiệm làm, em cảm thấy là em đỡ hơn ngày xưa nhiều. Hồi xưa ăn chơi chứ không có lo làm ăn. Hiện nay chúng tôi đã ký một cái quy chế phối hợp mà tới đây sẽ cùng với chính quyền địa phương, một số xã, một số địa bàn, đặc biệt là một số huyện có những đối tượng bị thanh niên phạm tội nhiều, thì sẽ tổ chức là tuyên truyền giáo dục. Bên cạnh đó thì cũng đưa ra một số các trường hợp để mà kiểm điểm. Để cho các em trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh không vi phạm pháp luật, trước hết gia đình phải là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để giáo dục hình thành nhân cách cho mỗi người. Mặt khác, về phía các tổ chức đoàn thể, cần quan tâm sát sao hơn nữa tới những gia đình có con em là thanh thiếu niên, có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình mâu thuẫn sàn nứt. Về mặt quản lý nhà nước, cần có chính sách quản lý hệ thống thông tin mạng Internet tốt hơn, đẩy lùi những tụ điểm xấu, tạo ra môi trường vui chơi học tập sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người có nguy cơ phạm tội cao. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cảm hóa giáo dục người làm lỗi tại cộng đồng dân cư, đồng thời nhân rộng các cá nhân điển hình là người làm lỗi hoàn lương tích cực tham gia hoạt động xã hội, làm kinh tế giỏi, tổ chức cho các hộ gia đình, các đối tượng ký cam kết không vi phạm pháp luật. Có như thế, công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật mới đến đúng chỗ, đúng người, không để các đối tượng phạm tội vì thiếu hiểu biết pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.